Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Duy Anh Audio. Trong video clip hôm nay em xin giới thiệu một cơm ly của thương hiệu Peeler, mặt nhôm màu vàng chanh model VSA D7 tích hợp rẻ mạ quang và làm pre cho một thiết bị âm thanh khác. Hay các bác nào có một bộ đẩy làm pre rất là ok luôn. Đấy là khác các bác về ghép thêm lắp hát karaoke thì quá tuyệt vời. Một cặp loa bass 30 của thương hiệu LOD Hitachi Made in Japan. Với cặp loa bass 30 màng trống này, chung cũng là chung trống, chung màng trống các bác nhé, check room. Cặp loa này 100W một loa thì các bác có thể hát karaoke gia đình rất là ok. Và đây có một cái tinh chỉnh check, khi các bác hát thì các bác để nhỏ một chút để đỡ ảnh hưởng đến loa check thôi. Sau đây em sẽ đi báo giá từng sản phẩm, sau đó đi giới thiệu chi tiết cho các bác. Thì hôm nay hai cái sản phẩm này em vẫn cái giá em đã hỗ trợ tiền ship cho các bác rồi, giá vẫn giá là bao ship các bác ạ. Với âm ly Peeler với giá 1.800.000 đồng. Tại sao âm ly này có giá 1.800.000 thì tí nữa em sẽ nói qua cho các bác. Con âm ly này thật sự là rất ngon, bổ và rẻ. Tí nữa em sẽ nói cho các bác cái âm ly này tại sao nó giá 1.800.000. Một cặp loa LOD M70 với giá 5.200.000 đồng, giá đã bao gồm cả tiền ship. Mùa Covid này em sẽ hỗ trợ tiền ship cho các bác. Sau đây em sẽ giới thiệu. Đầu tiên là một cái âm ly Peeler này. Đó. Peeler này thì kích thước của nó như sau. Tổng thể chiều ngang 42, chiều cao 16 và chiều sâu 36. Giá 1.800.000. Âm ly này thì hoạt động hoàn hảo các chức năng. Vấn đề chỉ là ngoại hình thôi các bạn. Đầu tiên là một cái vết trời ở trên này, các bác nhìn này. Đây, một vết trời. Đó. Thứ hai, tiếp tục đây ở trên nắp này thì nó có bị một vết xước ở trên này. Volume thì bị một xíu trên này thôi. Đó. Tổng thể thì đây, góc thì bị một chút này. Đó. Tình trạng như thế nào, ngoại hình ra sao thì em sẽ phải trình bày cho các bác. Đây, các bác mở nắp này ra, vẫn là bình thường, không vấn đề gì cả. Vẫn đẹp, đó. Nó chỉ bị duy nhất những cái vết như thế này thôi. Thật ra thì những cái này thì các bác có thể mua một cái gì đó, cái tem gì đó dán lên cho nó đỡ xấu thôi. Còn lại thì các bác có nhìn tổng thể thì che đi vết xấu này, che đi vết xấu này thì âm đi được rất là đẹp. Với cái dòng D7 này, thường thường cái dòng D3, D5 thì là mặt nhựa, nhưng mà dòng sang D7 này là mặt nhôm màu vàng chanh, rất đẹp luôn. Nó có chỉnh bát check trực tiếp trên máy và chế độ download tăng super bát, tích hợp rẻ mã quang và làm pre cho một thiết bị âm thanh khác. Các bác mua hàng liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0961 này nhé. Âm ly này thì nó đánh 1, 2, 3, 4, 5, 6, tổng nó đánh ngon 10 con sò Toshiba. Các bác nhìn nguồn rất to luôn, nguồn rất là khủng. Công suất thì 230W. Đây là hộp mà rẻ mã 24 bit này. Tổng thể thì chỉ có mặt trước nó bị vậy thôi. Còn cái nắp thì cũng một vài cái vết móp méo thôi, nhưng mà cái này đã là gò hàn lại một chút cho nó phẳng cho nó đẹp rồi. Một cơm đi với giá 1.800.000 này tích hợp cả rẻ mã quang và làm cả pre trong thiết bị âm thanh khác thì với giá này thì rất là hợp lý. Cơm đi này mà thật sự nó nếu mà đẹp ấy thì giá không cầu gì cũng phải trên dưới 3 triệu đồng các bạn. Đây, Peeler Made in Indonesia, điện 100V, công suất 230W này, có cả center và đây là đường đây là loa phía sau phải là loa su đao ấy. Ở đây cầu loa A và cầu loa B. Ở đây thì cả trở kháng đánh từ 6 đến 16 ohm các. Đây là đường rẻ mã quang optical. Ở đây có rất nhiều cổng analog để các bác kết nối với các thiết bị bên ngoài. Đó. Và đặc biệt ở đây có một cổng pre này. Đây, các bác nhìn này. Đường pre out, cổng phơm. Tí nữa em sẽ test cái cổng này cho các bác. Đây, tất cả chỉ có vậy thôi, chỉ có một cổng quang và các thiết bị analog và một đường pre. Ở đây có cầu loa A và cầu loa B. Hiện tại thì em đang test cầu loa A. Đây, cầu loa A ở đây, cầu loa B. Âm ly này thì chỉnh bát check. Bắt đầu cả em tắt cái quảng cáo đi. Hiện tại cổng quang chính là cổng tape và MD. Ở đây có cái chế độ chỉnh này, chỉnh auto này, đấy, analog và đây cổng single select này. Và đây chế độ download tăng super bass này. Bass thả như bom luôn các bạn. Bass check đầy đủ luôn này, ba năng này. Ở đây phím tắt nguồn này, đấy. Khi mà
tắt nguồn thì đèn đỏ nó sẽ hiện lên, còn các bác ấn thì nó đèn đỏ sẽ tắt. Đấy. Và khi đợi khoảng mấy giây thì le sẽ đóng. Đấy, tạch cái cổng A này. Cái lúm này là lúm bằng bọc nhôm các bác nhé, không phải lúm nhựa, trông rất là sang trọng luôn. Các bác có thể ghép cặp loa này, cả thêm cái này, thêm một cái vang nữa, các bác hát karaoke thoải mái luôn. Chức năng pre cho các bác. Đây, hiện tại đang hát cổng A này, em tắt đi này. Thì đây ở đây nó có cổng A B này, đây em sẽ tắt A đi này. Đấy, khi này bây giờ nó không, sẽ không hát nữa các nhá. Thì bây giờ em sẽ to cái thiết bị âm thanh phía sau nhà em lên. Đây, bạn, đấy. Đây các bác, đây các bác nhìn vặn volume này, cái kia sẽ to nhỏ dần này. Đấy. Bát chép cũng vậy. Đấy. Mọi âm sắc nó sẽ ăn theo cái đường play-out gần phía sau. Đấy. Nhà các bác là có cái cục đẩy chẳng hạn, cục đẩy các bác không có chỉnh âm sắc ấy, thì các bác lấy cái đường play-out chuyển sang đẩy, các bác hát karaoke thật sự các bác là rất tuyệt vời luôn, không có gì để chê cả. Đó. Chỉ với giá 1.800.000 đồng và em cũng đã hỗ trợ cả tiền ship rồi các bác nhé. Thì với cái giá này thì nó rất là rẻ. Và bên trong này thì em bao zin cho các bác, chưa động chạm một cái gì cả. Đấy. Bao zin 1.800.000. Duy chỉ có những cái vết chày như thế này thôi, mà hiện tại thì nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều tiền. Đẹp thì con này thật bác không trên dưới 3 triệu đồng đâu, hơn cả 3 triệu đồng cơ. Đấy, nhưng mà tình trạng nó bị xấu như này thôi. Thì nói chung là hàng xấu, hàng đẹp thì nó có giá khác nhau của nó rồi. Đấy. Các bác đây, 1.800.000 quá nhá. Đó. Đây, em sẽ tắt cái phía sau đi. Đây, em sẽ bật cổng A lên. Đó. Sau đây em sẽ giới thiệu cặp loa của LOD này, thương hiệu của Hitachi. Kích thước nó như sau, tổng thể chiều ngang là 36, chiều cao 80 và chiều sâu 31. Loa màng trống, gân các bác nhìn gân nó dạng như kiểu thiết kế, dạng bánh răng, gân zin. Cân này thì nó thật các bác là chẳng ở đâu có cái gân chảy, chỉ có Nhật mới sản xuất được thôi. Đấy. Cam kết cho các bác là hàng nguyên zin chất vải. Một tinh chỉnh cho loa check. Ở đây có thông số ra đây, 91 decibel, input 100W, trở kháng 8 ohm, 1500 đến 5500 Hz này. Ở đây loa chung được bao bọc bởi lớp lưới sắt, còn rất đẹp luôn, các bác nhìn rất mới này. Và chung này màng nó là màng trống, check một check rôm. Giá 5.200.000 đồng. Sau đây xin mời các bác tham quan tổng quan của cái cặp loa này, nói chung là đẹp góc cạnh. Cặp loa này thì các bác có thể hát karaoke gia đình rất là thoải mái luôn, không vấn đề gì cả. Đấy, các bác nhìn loa rất đẹp luôn. Đây, màu cánh dán đậm hơn, rất đậm và đẹp. Đây. Đẹp vào cạnh luôn. Cặp loa này thì chắc có lẽ nếu mà các bác chê duy nhất là cái này thôi. Đây, cái căng về thì nó bị rách như này. Đây, một vài cái điểm này. Thì các bác nào muốn em làm lại cái căng này thì các bác hỗ trợ em thêm 50.000 nữa, em sẽ làm một cái căng với một cái lớp lưới mới lại đẹp như mới luôn các bác. Các bác thêm em 50.000 thôi để em có thời gian là ngồi làm LOD. Còn khung của nó thì ok thôi, chỉ có một rách mỗi tí thế này cũng, nếu các bác nào không quan trọng quá thì cũng để nguyên cũng chẳng sao, và các bác thêm 50.000 thì em sẽ làm lại đẹp như mới. Đây là bụi thôi chứ không có gì cả. Được bảo bọc con này rất hay, màng trống nó thiết kế. Đây, mà các bác thưởng thức một đoạn âm của cái cặp loa này đem lại. Bát thả như bom luôn các bác.
bát đánh cực kỳ sâu và lực. Chung Jack này thì rất sáng luôn, chung màng trống Jack Rom, thật sự rất là tuyệt vời cho một cặp loa của LOD Hitachi ở Tokyo, Japan. Công suất 100W một loa, tổng hai loa là 200W tinh chỉnh Jack. Với giá chỉ có 5.200.000 đồng cho một cặp bát 30 và giá đã hỗ trợ bao gồm cả phí ship. Vâng, các bác mua hàng có thể trực tiếp cho em qua số điện thoại 0961 22 525. Và video hôm nay của em chỉ có 2 sản phẩm này thôi. Và các bác mua hàng liên hệ trực tiếp cho em, alo trực tiếp cho em. Đó. Giá thì mùa dịch này em sẽ hỗ trợ tiền ship cho các bác, rất là ok. Vâng, xin chào các bác đã xem hết video và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào.